Hôm nay là 20 tháng 5. Quý vị các bạn đang xem cái mô hình đang gột úm nuôi con giống đà điểu để bán cho các bạn. Đây. Thời tiết là nắng, nắng rất là nắng các bạn ạ. Nên ra mình phải chuyển nó lên một cái khu có bóng cây. Bên trên cái mái tôn này là hai cái cây vối gốc bằng cái thùng sơn, rất là cổ thụ. Và phía xa đây là những cái khu thoáng đấy. Thì các bạn làm cái chuồng trại nó phải như vậy, nó yêu cầu là cái độ thoáng đấy các bạn nhé, độ thoáng và ấm cúng cũng như là thoáng mát. Các bạn thấy những con đà điểu của chúng ta là phát triển rất là đều đấy, rất là đều luôn. Mình có thể bỏ ra đây một chút để cho nó chơi rộng rộng hơn chút. Đó. Các bạn thấy không? Nó chơi. Zoom gần lại chút đi. Đó, nét. Nó nét các bạn. Đấy. Các bạn thân mến, ở đây là những cái nền cát này. Nền cát rất là khô, đẹp, sạch sẽ. Đấy. Chân này. Mỏ cẳng này. Đấy. Đấy. Rất là đáng yêu. Các bạn đang xem một cái khoảnh khắc trực tiếp của đồng chí Thao, kênh Chim Cú Gáy Hay đang quay để làm video lên kênh thì cho nó phong phú, tại một cái ô chuồng nuôi đà điểu ở giai đoạn 1. Thì hiện giờ thì loại này thì mình bán ra ở cái mức là 2 triệu một con, tính tại cái thời điểm này. Bởi vì con giống thì nó luôn luôn biến động theo giá cả thị trường và cái lứa ngày tuổi đã tiêm vaccine chưa, nó đẹp hay không. Thì báo cáo với các bác là đây là cái con này là mình đã nhỏ cái Nasota rồi, đã rút bỏ cái khuy ở cổ rồi mà đã sát trùng cái lỗ sâu ở cái phần dưới da đây và phần dưới rốn này cũng thế này. Như vậy là các bạn thấy là mình làm rất là cẩn thận, rất là chuyên nghiệp. Đấy. Thì báo cáo các bác là như vậy. Các bác yên tâm là các bạn đang kết nối đến một cái kênh của đồng chí Thao, là kênh Con Giống Đà Điểu. Đấy, kênh Chim Cú Gáy và kênh Con Chuột Lang. Thực tế là nhà mình rất là nhiều cái ô nuôi và có rất nhiều người lao động làm việc để phục vụ cái chất lượng con giống chuyển đi cho các bạn. Nếu như các bạn tinh ý, các bạn nhìn thấy con giống của mình là rất là khô chân, khô mỏ, nhanh nhẹn, bóng trơn và rất là hiếu động. Cái con giống này nó rất quan trọng các bạn ạ. Nếu như chúng ta không hiểu biết về nó mà không làm tốt thì nó rất là nguy hiểm. Thì các bạn có thể thấy là ngay cả cái bãi phân của nó đây. Bãi phân của nó đây rất là đẹp. Bãi phân của nó đây nó thể hiện cái sức khỏe của cái con đà điểu. Đó. Sức khỏe con đà điểu là bãi phân nó như thế này. Và xin phép là mình sẽ xả nước. Vì đây là nó đã chua rồi. Đấy, nó đã chua rồi, đâm ra mình phải cọ vào cái máng này đi. Và đây là mình sẽ thiết kế một cái máng tự động. Đó. Nước nó sẽ chảy róc rách từ từ thôi. Nhưng bây giờ mới thì mình cứ cho nó chảy đầy đi đã. Đó. Mình để nó chảy với cái tốc độ như này thì con đà điểu nó sẽ nghịch ngợm ăn uống. Thì các bạn thân mến, là bên trong này rất là rộng. Con nào nó cần ngủ thì nó vào hai mấy cái bóng kia nó ngủ. Con nào chơi ra ngoài này. Cát mình xả ra cái là nó sẽ ngấm và nó sẽ thấm ra ngoài luôn. Đấy, cái nền cát này thì thực ra là mình nuôi ở giai đoạn 1. Thì ví dụ như này là tầm khoảng 3 ngày nữa là mình sẽ chuyển xuống giai đoạn 2. Đó. Thì báo cáo với các bạn là những cái ngày nắng như thế này này, nắng của tháng 5 này nuôi đà điểu rất là dễ. Thì cái giống này nó xuất xứ nó ở sa mạc. Nó là vùng xứ nóng, nên ra là mình cũng không phải ngại gì cả.
thực tế là nó có thể chịu nóng rất tốt, nhưng mà cái lạnh thì nó không chịu được mấy. Đấy, các bác đang xem nhá, các bạn đang xem cái khoảnh khắc trực tiếp luôn đấy. Cái số để các bạn kết nối Zalo với em khi mà các bạn mua con giống á, các bạn kết nối với cái Zalo của em thì em sẽ gọi trực tiếp cho các bạn. Các bác ưng con nào là em bắt em đánh dấu con đấy luôn, mà hình ảnh nó sẽ nét như thế này. Đấy, cụ thể như này. Thật ra bây giờ nó có cái mạng, chúng ta sống trong một cái xã hội nó rất là văn minh, rất là hiện đại, rất là tiện dụng. Đấy, ví dụ như này, các bạn chọn con này, em sẽ túm con này, túm con này lên, thả nó ra. Các bạn đồng ý em sẽ đánh dấu à? Đấy, đánh dấu viết số vào chân cho các bạn. Đấy, thật ra là cái này là trên tinh thần là chúng ta phải tin tưởng nhau và trung thực với nhau. Chỉ có cái niềm tin thì là gây dựng thì rất khó, nhưng mất đi thì rất dễ. Đấy, các bạn yên tâm là như vậy. Tại vì sao mà kênh của mình ngày nào cũng có rất nhiều những đơn hàng? Tại vì sao mà được kênh của mình rất là nhiều người xem? Bởi vì mình luôn luôn có một cái tâm thế là gì? Mình sống với cái nghề này. Tất nhiên trong quá trình làm thì nó cũng có rất nhiều những cái sai sót, nhưng mà mình thẳng thắn nhìn nhận vào cái sai sót đó và mình khắc phục một cách nghiêm túc thì mọi người cũng sẽ thấu hiểu thôi, người ta cũng sẽ thông cảm cho mình thôi. Đó. Đấy, có rất nhiều những cái việc mà gửi hàng, bán hàng trên mạng bây giờ thì vô số người bán, vô số người mua. Lộc của ai người ấy hưởng. Nhưng mà lộc lá thì nó là cái vô hình. Cái mà chúng ta biết trước được đó là cái gì? Chúng ta hãy làm chặt chẽ, chậm rãi, chắc chắn và gì? Chất lượng, uy tín từng đơn hàng thì luôn luôn chúng ta là sẽ là những người có rất nhiều đơn hàng cho những ngày sau. Đó, chúng ta không thể bán hàng theo kiểu chộp giật. Chúng ta không thể bán hàng theo kiểu gặp nhau một lần. Đấy, mình luôn luôn có một cái phương châm là bảo vệ uy tín, giữ trọn niềm tin. Đó, kênh của mình xây dựng lên là đưa ra những tất cả những cái kỹ thuật, những cái lưu ý. Đấy, những cái thông tin mà mình đưa lên để cho các bạn xem, các bạn làm theo. Bản thân kênh mình cũng phải học. Mình học hỏi hàng ngày luôn á. Mình học hỏi bà cả những cái người nông dân, cả những người ngày đầu tiên họ mua con giống của mình, họ không biết cái gì cả. Nhưng trong quá trình họ nuôi thì họ đã có những cái sáng kiến, họ có những cái phát minh, họ có những cái mà nó đột phá hơn cả những người được ăn học tự đàng hoàng. Thì cái đó mình phải học. Và mình học được thì mình lại truyền đạt lại cho mọi người. Thì các bạn đang xem cái khoảnh khắc này thì thực ra là nó rỉa chân mình suốt. Từ lúc quay phim đến giờ nó rỉa chân của mình suốt liên tục. Đấy, các bạn thấy không? Thì cái con giống này thì như cái nứa này thì mình thấy là rất là khỏe mạnh. Đấy. Nếu như nó bị đi ngoài thì các bạn có thể như con kích thước như này, các bạn nhét cho nó 3 viên Becbolin vào mồm nhá. Viên thuốc Becbolin, thuốc của bên tiệm thuốc Tây của người á. Đấy, nó đi ngoài các bạn nhét thẳng vào mồm nó như này này, nhét vào sâu dưới bên sâu dưới này. Đó. Ngoài ra thì nó ăn rau muống, ăn cái rau xuyến chi, rau hoa trắng, ăn cám, nó ăn cám cái loại cám mảnh giai đoạn 1 đến 20 ngày tuổi và 21% đạm. Nó uống nước, nó uống bê công lách, uống men tiêu hóa, uống thuốc phòng và tiêu lòng đỏ, rồi gì uống bổ sung canxi dạng bột dạng nước. Mà đặc biệt là các bạn chỉ cho nó tiếp xúc cát nhé. Nếu không tiếp xúc với cát thì nó không phải là đà điểu các bạn ạ. Các bạn dùng thảm chỉ nó mất mấy ngày bóc trứng ra thì các bạn sưởi ấm cho nó thôi. Chứ còn khi nó đã vận động tốt rồi các bạn phải giải thảm. Và đặc biệt nó đã đi ra cái phân đen đen rồi các bạn phải giải thảm. Thì nó mới không ăn phân của nó và bản thân chân của nó rất là khô, mỏ nó rất là khô. Phân của nó đi ra cái là nó dẫm đi dẫm lại là cái cát nó sẽ lấp đi. Nó sẽ không ăn cát. Đó, thì thôi em xin giới thiệu sơ bộ về cái địa chỉ của em để các bạn tiện kết nối nhé. Cái địa chỉ của em thì em là tên là Vũ Văn Thao. Hiện đang sinh sống và làm việc tại nhà. Và đang quản lý kênh con giống, cây giống, chim cu gáy hay đó. Số Zalo và cái số điện thoại thứ nhất của em là 033 530 5982. Cái sim thứ hai của em là 0989 177 982. Và số của bà xã em là 037 589 7487. Thì các bạn gọi một trong ba số đó và gọi liên tục. Tại vì em kinh doanh qua mạng tư vấn, thời lượng em dùng điện thoại nào nó quá nhiều.
Có thể là các bạn gọi rất là nhiều lần không gọi được, nhưng chắc chắn là các bạn gọi gọi lại hoặc nhắn tin, trong những lúc cần thiết thì em sẽ gọi lại, hoặc các bạn cố gắng kết nối lại. Đấy, vì em cũng có những cái việc đang có cái phương án để giảm tải cho cái vấn đề nghe điện thoại. Có những lúc em đang quay video như này thì em phải tắt chế độ máy bay một tí 10 phút thì các bạn gọi thì đương nhiên là thuê bao rồi, nhưng không sao cả. Em đã đăng cái số này lên trên YouTube, trên các trang mạng xã hội, trang mạng cá nhân thì chắc chắn là em sẽ trường tồn nó đến hết đời thôi, chứ không bao giờ em bỏ cả. Nên ra là các bạn có thuê bao thì chỉ là trong cái khoảnh khắc đấy thôi. Thế thì mong các bạn là đến thăm cơ quan trang trại. Đấy, quan điểm của em là quan điểm chia sẻ thẳng thắn. Đấy, không ném đá ném gạch, không gây lại hiềm khích mâu thuẫn với ai cả. Em cho đi rất là nhiều thứ nhưng em nhận lại thì tùy các bạn thôi. Đấy, kinh doanh, bán hàng là một nhu cầu tiến lên, nhu cầu kiếm tiền, nhu cầu phát triển kinh tế là nhu cầu chính đáng. Em có bán thêm một vài cái mặt hàng nữa thì cũng không sao các bạn ạ. Quan trọng là em bán cho các bạn mà các bạn nhận lại cái giá trị đúng với cái đồng tiền của các bạn bỏ ra. Mai em bán thêm những cái cây con giống rất là độc lạ nữa thì các bạn phải cảm ơn những cái người như mình, là bản thân cũng là học hỏi kỹ thuật, gây nuôi bỏ vốn ra, xây dựng cơ sở hạ tầng trang trại và quản lý con người. Đấy, thiết lập một cái hệ thống nhà xe. Đấy, thiết lập một cái ekip vận chuyển hàng, bán hàng, quảng cáo bán hàng thì chúng ta mới đến được với nhau, chúng ta mang lại những cái giá trị đến với nhau. Mình ví dụ như có một bác ở tận Trà Vinh, không ai có thể là mang được con giống vào cho bác ấy, nhưng mình đã mang lại cái niềm vui cho bác ấy bằng cách là chuyển 5 con đà điểu từ năm ngoái 2019, và đến bây giờ là nó rất là to. Bác ấy quay, bác ấy múa, bác ấy ngắm, bác rất thích. Bác bảo nếu như không có cháu bán thì chắc là không cô không mua được, và những người ở xa như cô không ai mua được cả. Mình rất là vui bởi vì mình mang lại một cái giá trị, mang lại niềm vui cho mọi người. Đấy, còn đương nhiên giá cả mình bán ra thì mình luôn luôn phải có cái tính cạnh tranh, luôn luôn phải có cái tính gì, tính thực tế. Ví dụ như nó đáng giá là, như con đà điểu này nó phải đáng giá là 2 triệu rồi. Đơn vị nào có rẻ thì rẻ hơn 100.000, đơn vị nào đắt đắt lên hơn 100.000-300.000 đổ lại, chứ không thể là 3 triệu được rồi. Đấy là một cái điều thực tế của nó như vậy. Thì báo cáo với các bạn là các bạn yên tâm là khi mà mình gửi đi thì mình đều có những cái tiêu chí là thứ nhất con giống phải đạt đảm bảo. Thứ hai là nếu có rủi ro trong thời gian ngắn ban đầu thì mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn bằng cách là gửi tiếp con giống hoặc là bồi hoàn về giá trị kinh tế, tiền, chuyển khoản. Thứ hai là cái con người và hệ thống của mình là được xây dựng qua nhiều năm nay. Các hệ thống nhà xe đã biết đến cái tên tuổi là đồng chí Thao, chim cu gái hay. Chuyển hàng ngày nào cũng chuyển và tháng nào cũng chuyển, doanh số bán hàng trên một tháng, trên năm là rất nhiều. Nên là nó tồn tại một cái hình ảnh, tồn tại một cái thương hiệu đối với tất cả các nhà xe. Nên là tất cả những cái tình huống rủi ro đấy gần như là không có. Không như các bạn mới bán là bán hàng là bập bõm, tên tuổi các bạn chưa có là rất hay có những cái sự cố. Đấy là như vậy. Chắc chắn là một điều như vậy. Mà hai nữa là mình có một cái hệ thống con người làm việc cho mình rất là trung thành. Đấy, văn phòng nhà xe ở bến xe Miền Đông và văn phòng bến xe ở Hà Nội rất là ok, chuyên nghiệp. Họ sẵn sàng lăn xả với công việc của mình. Tất nhiên là đồng lương mình trả cho họ cũng rất là xứng đáng. Đấy, chỉ có biết quan tâm đến nhân viên và biết trả lương cho nhân viên một cách xứng đáng thì doanh nghiệp cơ sở mới tồn tại vững chãi và bền bỉ. Họ là người làm mang lại thu nhập cho mình, làm giàu cho mình, tại sao mình không tốt với họ, đúng không ạ? Thôi, có lẽ là mình cũng xin dừng video tại đây và chúc các bạn một bữa trưa thật là ngon. Và bởi vì là mình cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, một lần nữa xin để lại số điện thoại là 0335305982 và cái địa chỉ là anh đồng chí Thao ở thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Kênh Chim Cú Gáy Hay trên YouTube và Facebook. Đó, các bạn cứ nhớ cái cụm từ chim cu gái hay là sẽ ra mình. Và số điện thoại là công khai, số tài khoản thông tin cá nhân là công khai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.